vô ạ. Dạ. 1, 2, 3 vô. Rất vui được cùng team với các chị. Yeah. Lần này là lần đầu tiên là chị tham gia với Ly, là với Nguyên, Quỳnh với lại Linh Ly. Chứ còn em là chị... cưng với chị mới xong, còn chị với em là công một. Hai chị gặp em, hai chị thấy ổn không? Ổn đỉnh, ổn đỉnh. Hai chị đang cố gắng làm sao cho em giữ hơn chút. Dạ. Nó hiền quá. Cho em quyết liệt hơn chút. Không sao, cái đó cần phải có thời gian. Tại vì bản tính của Quỳnh đó là rất hiền lành. Ê cả nhà ơi, ngồi tí đi, em đi nấu mì đây. Có ai đói không? Ai ăn không? Em cho chị một tô. Okay. Tôi. Thế mình ăn hết cả nhà mình luôn hả chị? Chị cái trứng nha cô. Em xin phép được phục vụ ạ. Chị mang cái gì đây vậy? Chị còn cái gói muối không? Mọi người có chấm nhanh đấy. Đây để đổ thêm cho tí nhá. Ngon quá. Em thấy không? Công tiếp theo thì mình sẽ đi đâu về đâu. Đúng. Cho nên là hôm nay em đã chuẩn bị một cái trò chơi. Ngoài chơi nó chỉ là phụ thôi. Em hy vọng là qua cái này thì chị em mình sẽ chia sẻ cũng như là hiểu nhau được nhiều hơn. Thì bây giờ ở đây á, là em sẽ có ba mục. Một cái là thật nè, một cái là thắt. Em là đội trưởng, em phải là người chia sẻ trước. Hèn có ý kiến gì? Dạ không, em vote nha chị. Ai vote cho chị Quỳnh bóng lá thật? Thật. Thật. Bởi vì là người hướng nội. Ok. Người hướng nội. Chị đẹp đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Đúng không? Em quen ai cũng lâu năm ý. Em mới trải qua 4 mối tình thôi ạ. Thôi, cũng cấp lượng. Số này cũng ít mà đúng không chị? Chị em biết có 2 được. Nói chung là vẫn đếm được ở trong một lòng bàn tay là ít rồi. Bởi Linh là nhiều lắm đó. Dạ rồi. Mỗi lần giận chồng, người yêu chị đẹp làm gì? Này, cắt tóc. Sợ nhất là cắt tóc. Khi mà giận là chị phải phân tích, chị viết ra từng gạch đầu dòng. Mình chấp nhận được bao nhiêu và mình không chấp nhận được bao nhiêu. Nếu mà cái chấp nhận được rất nhiều thì chị sẽ cố gắng đi tiếp trong cái mối quan hệ đó. Còn nếu cái con số gạch đầu dòng không chấp nhận được á, mà nhiều quá là chị sẽ có cuộc nói chuyện và chị sẽ ra đi. Đó. Còn với chồng chị thì chị viết thư. Chị biết thư tay không mèo? Viết thư tay. Lúc nào cũng viết thư. Dear honey, ok. Lúc nào cũng viết thư đó. Dear honey. Tại vì sao? Tụi em biết sao không? Phải cái người mà người ta sâu sắc đủ và tôn trọng mình đủ để người ta đọc và người ta cảm nhận. Đó. Chứ còn mà cái anh nào mà lêu heo qua là thì tụi em cho qua giùm chị. Mất thời gian. Trời ơi, thật sự chưa thời gian nào bận đến thời gian này luôn ấy. Sáng ra lại mẹ lại tập à mẹ. Ừ mẹ đi tập phải xin lỗi. Xong rồi mẹ chờ mẹ chiều tối mẹ về sớm với con nhá. Ngày nào cũng như thế. Con chị là khỏi gặp chị luôn. Cứ phải gọi qua gọi lại thôi. Ngoài cái việc mà nhớ nhung yêu đương, thật sự là nhớ con lắm luôn. Nhớ con. Hôm tới lúc này các chị nói xong mình thấy quê liền. Cháu của em á, cháu của em là ở quê. Khi mà nó lên trường học á, nó chỉ có trường thôi, không có gì chơi ở ngoài sân hết. Lý do mà bây giờ cháu ở lại thành phố Hồ Chí Minh với Hen luôn là vì là thích ở trường ở đây, tại vì có nhiều trò chơi. Thì Hen nghĩ rằng rất là cần sân chơi cho các em. Ngân hàng MB á, là mới ra một chiến dịch rất là hay nha, biến bãi rác thành sân chơi. Tức là app, tức là app thiện nguyện tụi em, mà trong đó thì có một cái chiến dịch tên là High Green, làm được 10 sân chơi. Chị nghĩ nhân văn. À, High Green, bình minh xanh. Là ai cũng có thể đóng góp được. Đúng để rồi. Chung tay hay mình có thể tham gia chạy bộ. Đúng rồi. Mình sẽ đóng góp qua app. Mình sẽ sharing những thông tin này đến những cái trang mạng. Mà app này chị thấy rất là minh bạch nè. Mọi người đóng góp trong đây là sao kê trực tiếp trên đây luôn. Chương trình mà mang dự án chiều sâu như vậy nó rất là tốt và nhiều người được hưởng lợi đó. Và nhất là trẻ dạ, em đúng rồi. Phải cho các con môi trường để các con chơi. Chơi như vậy các con sẽ học tốt nữa. Nước súp ngon nhở? Dạ, đậm đà. Nước súp đậm đà. Ăn để đi tập á. Bây giờ bà Hen đi. Bà Hen. Thôi em để em kể xem nhín nha. Đây. Em tự đặt em đi chứ. Em sợ em khóc quá. Không khóc. Điều gì mà... Thôi, đổi con được không ạ? Điều gì mà chị đẹp chưa hài lòng về chồng hoặc người yêu hiện tại hoặc người yêu cũ? Chứ
còn hiện tại thì đã có ma nào đâu, ma nào đâu. Chết rồi, mắt đỏ đỏ rồi. Có gì sao mắt đỏ rồi kìa. Thôi, đừng, không sao. Nào, không có gì cả. Em vẫn thương bạn trai cũ của em. Chị đừng có nói gì hết. Cái đó là điều đáng quý. Không phải là ai chia tay cũng hết tình cảm đâu. Ôi thật sự là em bóc cái câu này em sợ quá luôn á. Tại vì em chưa bao giờ chia sẻ về chuyện tình cảm. Chuyện tình cảm. Em thì lại kiểu như là khác với các chị là em é một thời gian rất là dài. Sau khi em thi hoa hậu á, gần một năm em mới có người yêu. Thì là mối tình đầu của em luôn vào năm em 27 tuổi. Mối tình đầu luôn? Dạ. 27 tuổi á, phải có mối tình đầu á cô? Vâng ạ, vâng ạ. Nên là kiểu nhiều cảm xúc. Chắc một phần bản thân em cũng không có kinh nghiệm, nên là mình cũng không đủ tốt để mà cả hai có thể hiểu nhau. Vậy em yêu nhau bao lâu? Dạ hình như là 3 năm em cũng không muốn nhớ nữa. Em cũng không biết tại sao người ta chia tay nữa. Em phải buồn chạm đáy luôn á. Thì em mới vượt qua được. Em cứ buồn, em cứ khóc đi, không sao. Không, em đã buồn chạm đáy một khoảng thời gian cũng dài lắm rồi á. Nhưng mà kiểu như không biết sao không có vượt qua. Nên em rất là thích nghe các câu chuyện mà kiểu yêu bằng lý trí của các chị chia sẻ. Quẹt nước mắt. Đi tiếp. Chị muốn hỏi Diệp Lâm Anh đó là cái gì mà làm cho em tổn thương tột cùng trong cái chuyện tình yêu của mình để cho em phải chấp nhận một cái sự đúng rồi dừng lại. Đối với em nhá, chuyện phản bội nó chưa phải là chuyện lớn nhất. Chuyện lớn nhất ấy là khi mà mình không nhận được cái sự tôn trọng. Chị cũng có nghĩ như vậy. Còn phản bội thì em có thể tha thứ được. Tha thứ 1 lần, tha thứ 2 lần, tha thứ 3 lần. Và có thể tha thứ 4, 5, 6, 7, 8 lần. Không được. Không. Vì cái gì? Không, từ từ bình tĩnh. Vì cái gì? Ví dụ như bà là tình đầu nên là đôi khi là bà nghĩ rằng là không được phản bội, không được phản bội tôi. Y chang như thế, ngay sau tôi rất là gắt luôn. Nhưng mà khi mà có con, mình có con rồi, mình sẽ không suy nghĩ về cái cảm xúc của mình quá nhiều nữa. Mình chỉ nghĩ về cái câu thôi. Chuyện sau cái chuyện đấy thì con mình sẽ như nào. Đến một ngày người ta không dành đủ cái sự tôn trọng dành cho mình nữa, không có quan tâm tới cảm xúc của mình. Mình khóc, mình tự lấy khăn giấy mình lau nước mắt. Xong lại ra ôm con, đúng không? Thế thì cái đấy mới là cái lý do. Chứ còn cái việc phản bội mình có thể tha thứ được. Chị ạ, chị này thôi đừng buồn ạ. Dù sao thì mình nghĩ rằng là những cái chia sẻ ngày hôm nay là ổn rồi bây giờ. Mọi người còn nhiều thời gian mà mình sẽ chia sẻ. Chúc các chị của em luôn hạnh phúc. Ok, chúc các em của chị sẽ tìm đúng người. Và chúc cho công này tụi mình thật chiến. Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Gia Quang Show và ứng dụng Onlala thứ bảy hàng tuần từ ngày 28 tháng 10, 2023.